Ba về Thái Nguyên rồi anh em ạ. Đi xem là đợt tới xem là có kiếm trang được gì không. Hôm vừa rồi xem review rồi mấy anh em chê cái quả mâm này nhiều quá. Nhưng mà nói thật là đúng là nhìn thế này nhìn nó thô thật. Riêng con này về thì anh em cứ làm thêm bộ ốp hoặc là vài nữa nó có ra mâm riêng dành cho V3 để anh em chơi vào thì hết được chấm. Con này thì chắc phải độ này. Đèn thì anh em muốn sáng đi. Làm thêm quả bi led nữa thì siêu sáng. Cái gương này thì nói chung là cũng chỉ gập cơ này rồi. Phim chắc chắn phải dán, con này mà không dán thì nóng lắm, nói thật đấy. Con này không dán thì đi cực kỳ nóng luôn, bởi vì cái kính này nó to. Ghế bên trong là ghế nỉ thì anh em muốn đẹp thì làm bộ quả da. Hai ghế này thì chi phí nó không nhiều đâu. Trong thì có cái màn hình to rồi, nhưng mà màn hình thì hình như chưa có Apple CarPlay thì phải. Nếu mà chưa có Apple CarPlay thì chắc khả năng là chắc lại phải thay màn. Nếu mà phần giải trí, loa thì có hai loa, nếu mà nghe hay thì lại phải chơi thêm cặp loa nữa. Đấy, vài nữa không khéo nó ra cả cái led cánh chim này, cả trước cả sau, làm quả bộ led nữa cho đẹp. Sơ sơ là cũng thấy có đồ lộ cho V3 đấy. Anh em nào mà đợt tới mà cần nâng cấp làm xe cho V3 thì mời qua Akala Thái Nguyên anh em nhá.